Ok, xin chào các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài số 3 của những nền tảng tiếng Trung. Bài số 3 này ta sẽ học về quy luật viết chữ Hán nhé. Quy luật viết chữ Hán thì chúng ta sẽ có 7 quy luật. Thì quy luật thứ nhất chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây với nhau, đó là ngang trước sổ sau. Thì các bạn biết ngang là gì chưa nhỉ? Và ai mà chưa biết ngang là cái gì thì các bạn học lại bài trước nhé. Ngang trước sổ sau thì các sẽ viết là ngang là nét sang ngang, là viết nét viết đầu tiên. Các bạn viết ngang trước xong viết đến nét sổ, là viết là ngang trước các bạn sổ sau, ngang với sổ đúng không ạ? Ngang trước sau, đây là quy tắc thứ nhất. Ví dụ như trong cái từ thập, chữ thập hay là từ thập. Từ thập này là số 10, nghĩa là số 10 thì nó có một nét ngang của nét sổ, thì các bạn viết chữ ngang, viết ngang trước sổ sau, sổ đứng. Nó giống như là viết cây thập giá đúng không ạ? Cây thánh giá thì là số 10 là chữ thập. Cái nét, cái chữ này nó chỉ có hai nét thôi, thì các bạn viết ngang trước sổ sau đúng không ạ? Rồi, đấy là nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai chúng ta sẽ có phẩy trước mác sau. À, phẩy trước mác sau thì các bạn biết là phẩy là cái gì nhỉ? Phẩy là một nét đây, các bạn nhìn chưa? Phẩy là một nét từ 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 xiên là một từ phải sang trái, còn từ còn nét mác là từ trái sang phải và trên xuống luôn. Thì đây chúng ta quan sát lại, đây mác đây và phẩy đây, thì các bạn biết là phẩy trước mác sau. Phải trước mắt sau đúng không ạ? Phải trước mắt sau. Ví dụ mà số 8 nó sẽ là hai nét, chỉ có hai nét này thôi, thì các bạn viết thế là xong đúng không ạ? Trái trước phải sau phẩy trước mắc sau đúng không ạ? Đấy, trái trước phải sau, phẩy trước mắc sau. Thì đây là cái nguyên tắc thứ hai. Rồi, nguyên tắc thứ nhất là các bạn viết từ trên xuống dưới thì là ngang trước sổ sau. Thứ hai là viết phẩy trước mắc sau. Thì các bạn có thể cài những cái app để các bạn có thể cài cái app để các bạn có thể học được cái tiếng Trung này. Thì mình sẽ giới thiệu các bạn các app như sau. Đây, các bạn sẽ cài cho mình đây cái app học tiếng Trung này nhé. App tập. App này tên là Bộ Gõ Tiếng Trung Sogo. Sogo. Đấy. Phần mềm tiếng Trung Writing Master. Writing Master. Writing Master. Rồi, tên là Bộ Gõ Tiếng Trung Sogo. Đây. Tiếp theo là phần mềm viết tiếng Trung Chinese Top Order. À, tiếp nữa là app tiếng Trung Hello Chinese, đúng không? Hello Chinese. À, thì các bạn học cách viết tiếng Trung bằng những cái phần mềm này. Các bạn hãy cố gắng xem hết video này và chép nó vào vở để các bạn có một lần ghi nhớ. Rồi chúng ta sẽ đến với cái quy luật tiếp theo. Quy luật số 3 và số 4. Thì quy luật số 3 này nó sẽ yêu cầu chúng ta viết trên trước dưới sau, đúng không ạ? Trên trước dưới sau mình đã vừa nói các bạn rồi, giống như là ngang trước sổ sau thì nó là trên trước, viết ngang nằm trước nét sổ, nằm trên nét sổ thì là trên trước dưới sau. Trên trước ví dụ như các bạn thấy là cái từ số 2 là từ ơ, từ số 2 là từ o, từ o này nó có một nét ngang trên và nét ngang dưới, thì các bạn sẽ viết nét ngang trên trước rồi nét ngang dưới sau, và nét ngang dưới lại dài hơn ngang trên một chút. Đấy, để nó để phân biệt hai nét với nhau. Đó, từ từ O là số 2. Tiếp theo là các bạn viết số 3. Số 3 cũng có 3 nét ngang nhưng 3 nét ngang lại không bằng nhau, mà nét ngang ở giữa sẽ là ngắn nhất, đúng không ạ? 1 2 và 3. Đấy, các bạn viết như vậy, 1 2 3 trên trước dưới sau. Thì đấy là quy tắc trên trước dưới sau nhá. Rồi chúng ta sẽ sang cái quy tắc thứ hai là trái trước phải sau. Có những từ nó ghép ở nhiều nét khác nhau và chúng ta sẽ không phân biệt được cao và thấp, thì chúng ta sẽ phân biệt từ trái phải, đúng không ạ? Thì trái sẽ viết trước. Cái này là cái quy tắc của rất nhiều các ngôn ngữ và chữ viết rồi, đều viết từ trái sang phải cả. Cái vẽ một cái vector hay là một cái đường thẳng hay là một cái gì đó đều viết từ trái sang phải, thì cái chữ tiếng Trung nó cũng như vậy, nó cũng không làm trái quy luật này, trái sang phải. Ví dụ chúng ta nhìn thấy cái từ miếng là mai, ta sẽ có bộ nhật, là bộ nhật tức là mặt trời ấy, là viết trước, sau đấy là bộ nguyệt được viết sau, là ngày mai. Đặt cái gì đặt bên trái thì người ta viết trước, đặt bên phải ta viết sau, trái viết trước phải sau, nên là quá đơn giản rồi. Nói thì cho các bạn biết là nó có quy tắc như thế thôi, thì các bạn hiểu thừa hiểu. Tiếp theo nó sẽ có quy tắc số 5 và số 6. Quy tắc số 5 là ngoài trước trong sau. Ngoài trước trong sau tức là khi các bạn viết chữ nó mang tính chất có khung, thì các bạn viết cái khung ở bên ngoài trước, rồi các bạn viết những cái thứ ở bên trong sau. Nó giống như là các bạn xây dựng cái nhà hay xây dựng cái thành, thì các bạn cứ xây dựng những bờ bao trước, tường bao trước, rồi các bạn mới xây dựng cái nội thất bên trong sau, đúng không ạ? Thì viết chữ như vậy. Ví dụ như ở đây chúng ta đang có một cái ví dụ là ví dụ chữ dùng chẳng hạn, ví dụ chữ dùng đây. Chữ dùng này là viết một cái khung ngoài trước,
đúng không? Cái khung ngoài này viết hết từ, các bạn viết là theo nguyên tắc từ trên xuống dưới, từ trái qua phải và viết hết bên ngoài đã, sau đó các bạn viết bên trong đúng không? Bên trong đó là như vậy, đơn giản, có đơn giản đúng không? Rồi chúng ta sẽ làm nguyên tắc thứ sáu là nguyên tắc vào trước đóng sau. Vào trước đóng sau tức giống như là các bạn đi vào ngôi nhà rồi các bạn mới được đóng cửa nhà. À, đó là nguyên tắc thôi, à, đơn giản thôi. Ví dụ ở đây ta sẽ có một cái từ quốc gia, từ này từ của là quốc, của là quốc này, thì từ quốc này nó có một cái hình ô vuông. Các bạn vẽ một cái hình ô vuông, vẽ đúng cái hình ô vuông thì là sai, bởi vì là các bạn chưa cho cái nét ở bên trong, tức là chưa cho người vào bên trong mà các bạn đã đóng khung ô vuông rồi thì làm sao mà vào được, đúng không? Thì là các bạn sẽ không được viết như thế, mà các bạn sẽ viết là một nét thẳng đứng là từ trên xuống dưới, vì từ trái sang phải nên các bạn phải viết là nét bên trái trước, đúng không ạ? Nên là một nét thẳng đứng, sau đó các bạn vẽ một viết ở trên cùng là sang ngang, sau đó vẽ sau đó rồi nét thẳng đứng ở bên tay phải, đúng không ạ? Thì các bạn đang có một cái hình chữ nhật chưa đóng kín ở bên đáy, đúng không? Có một hình chữ nhật chưa đóng kín ở bên đáy, tức là cạnh số 4 chưa được viết, sau đó các bạn phải viết những cái nội thất ở bên trong đã rồi mới được đóng kín, tức là các bạn phải đi vào nhà mới đóng được cửa. Đấy, các bạn phải nhớ vậy, đây là từ của những quốc gia, các bạn nhớ cách viết vậy. Và các bạn có thể dùng cái phần mềm mình đã giới thiệu các bạn, phần mềm mà các bạn ví dụ như phần mềm Chinese Writing Method để cố gắng mà học cái cách viết này nhé. Các bạn cứ chép xong những cái gì mình nói, chép xong những cái gì mình show cho các bạn, mình trình chiếu cho các bạn đây, thì các bạn sẽ có thể ok hiểu được khi các bạn thực tập nói trên điện thoại với app, hoặc là các bạn và sau đó các bạn tập luyện vẽ trên giấy, vẽ trên sách của bạn. Rồi nguyên tắc cuối cùng là nguyên tắc thứ bảy, nguyên tắc này khá là dài và các bạn cố gắng dừng lại cái video này để chép, thì mình sẽ nói cái nguyên tắc này là giữa trước hai bên sau. Vừa nãy mình nói các bạn là ngoài trước đóng sau, nhưng bây giờ thì lại là giữa trước hai bên sau, thì có những cái từ nó không có đóng mà nó có giữa và hai bên thì các bạn phải hiểu. Ví dụ như từ nước này là từ suối, nhưng từ từ nước này nó không hề có hình vuông nào để đóng nó cả, không có cái khung nào để đóng nó cả, mà nó chỉ có sổ đứng ở giữa rồi móc lên, gọi là nét sổ móc. Bên trái nó có một nét ngang, một nét phẩy, và bên phải nó có một nét, bên phải nó có một nét phẩy và đan một nét mác. Cũng như vậy, các bạn phải biết là các bạn vẽ ở giữa trước để cái chữ được chính giữa, được cân xứng để chia đều được hai bên. Nếu các bạn vẽ một bên trái trước chẳng hạn, các bạn biết là tôi theo cái nguyên tắc là từ trái sang phải, các bạn nói ô tôi phải viết theo cái nguyên tắc là từ trái sang phải, từ trái sang phải đúng không, trái trước phải sau, các bạn theo nguyên tắc này thì các bạn đôi khi các bạn lại không thể nào cân cho cái từ này nó là chia đều được hai bên, đôi khi các bạn viết theo nguyên tắc đó thì lại không chia đều hai bên đúng không, các bạn viết đôi khi các bạn viết cái nét bên trái nó lại to quá, cái dọc sau bên bên phải nó bé đi thì cái chữ của bạn sẽ là xấu. Thế cho nên là các bạn phải làm theo cái nguyên tắc này nữa đúng không, từ giữa trước hai bên sau. Đôi khi các bạn học tiếng Trung nó hơi bị nhức đầu như vậy, nhưng mà các bạn cứ học nhiều các bạn sẽ biết, và đôi khi các bạn viết sai nhiều các bạn sẽ biết cách viết đúng thôi, nhưng mà đối với Lộc ấy, thì Lộc Lộc chẳng quan tâm lắm, Lộc chỉ cần nhớ à nó viết viết như thế là được, Lộc chỉ không quan trọng về viết mà nó học học giao tiếp là chính. Các bạn hãy tập luyện bảy cái nguyên tắc này, bảy nguyên tắc này một cách nhuần nhuyễn, chính xác đầy đủ, và để các bạn có thể nhớ được tất cả những cái ngang sổ chấm hất phẩy mác gập móc, nhớ hết tập hết thì các bạn sẽ thấy một cái tiếng Trung nó sẽ có một cái nữa, nó gọi là bộ quai xước. Bộ quai xước này nó sẽ là một cái hình giống như hình thẳng người, nó đứng bên cạnh một cái chữ và ở bên dưới đáy nó có một cái có dòng suối nằm bên dưới đáy. Thì khi nào các bạn gặp cái này trong cái bài học bài dạy của mình thì mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn là đây là bộ quai xước hay là đây là bộ gì và nó vẽ như thế nào, viết như thế nào thì mình sẽ nói lại thì các bạn nhớ thôi. Thì thực ra nó chỉ có mấy cái từ này nó hơi phức tạp, từ này hơi phức tạp hơi buồn cười tí thôi, nhưng mà các bạn là mua sách in thì các bạn luyện viết thì các bạn sẽ hiểu. Ở tiếng Anh nó có tiếng Trung nó có những cái bộ này, có cái gì nó nằm bên dưới đáy như thế này đấy. Thì đấy là mình chia sẻ với các bạn như vậy, thì điều quan trọng nhất là các bạn phải học nhớ cho mình ngang sổ chấm hất phẩy mác móc vậy, rồi là nhớ bảy nguyên tắc này. Thế nhất là ngang trước sổ sau, phẩy trước mác sau, trên trước dưới sau, trái trước phải sau, ngoài trước trong sau, vào trước đóng sau, và cuối cùng là giữa trước hai bên sau. Thì học xong thì các bạn phải thực tập, là các bạn cài cho mình cái phần mềm này, các bạn tập qua một chút, sau đó các bạn lấy sách ra, các bạn vẽ thử, viết thử một số từ
vẽ thử một vài từ ở trong cái cuốn sách của mình mà các bạn mua đây, đúng không ạ? Trên sách của bạn mua đây, các bạn vẽ thử tập luyện vài từ để cho ngấm ngấm đi, rồi sau này các bạn hiểu rồi, các bạn hiểu à nó viết là như thế, các bạn bảo tôi không học viết, tôi chỉ học nói thôi, thì các bạn có thể bỏ qua được luôn nhé, không cần phải sâu sắc quá về cái này. Thì đây là cái video mình chia sẻ thứ hai các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.